hôm bữa thì Phương Dừa có nói là mỗi tháng Phương Dừa sẽ cầm 10 triệu để Phương Dừa đi mua vé số cho những hoàn cảnh mà khó khăn quý vị dạ. Thì hôm nay sẵn tiện Phương Dừa đi chạy vòng vòng thành phố, Phương Dừa kiếm bối cảnh để Phương Dừa quay phim, thì Phương Dừa sẽ đi gặp những hoàn cảnh mà khó khăn bán vé số, Phương Dừa sẽ mua vé số dùm những hoàn cảnh đó luôn. Chắc là mỗi hoàn cảnh Phương Dừa sẽ mua 100 tờ vé số. Thì hôm bữa thì Phương Dừa đi có một vòng, có một trong vòng 2-3 tiếng buổi sáng Phương Dừa mua 10 triệu sạch bánh. Chắc hôm nay Phương Dừa sẽ tăng lên 20 triệu đi để Phương Dừa mua giúp cho có hoàn cảnh khó khăn. Phương Dừa quay cái series này thì cũng được nhiều cô chú ông bà anh chị các bạn ủng hộ, cũng có nhiều người góp ý kiến của Phương Dừa. Riêng đối với Phương Dừa thì Phương Dừa làm cái việc này Phương Dừa cảm thấy vui, và Phương Dừa tạo được niềm vui cho những người bán vé số, như vậy là Phương Dừa thấy rất là được rồi. Còn đối với những người vé số thì nhiều người nói Phương Dừa sao không tặng tiền cho họ đi mà mua vé số làm chi, tại vì Phương Dừa cái đó là cái nghề của họ rồi, cái nghề của họ thì mình không thể lo cho họ suốt đời được, còn mình chỉ lâu lâu mình ghé mua ủng hộ họ thôi. Còn với lại nhiều người mà bán vé số quý diễn giả thì không phải ai là mình tặng tiền là họ lấy đâu, nhiều khi họ cũng tự ái. Và bây giờ Khương Dừa sẽ đi, hôm nay Khương Dừa cũng đi lung tung, tại Khương Dừa có mấy cái địa điểm để Khương Dừa đi coi, rồi đi dọc đường thì Khương Dừa gặp ai thì Khương Dừa mua, hy vọng là Khương Dừa sẽ giúp được nhiều người. Với lại Khương Dừa chiều Khương Dừa trúng số, Khương Dừa sẽ giúp được nhiều người hơn nha quý diễn giả. Cảm ơn quý diễn giả. Bây giờ Khương Dừa đi đây. Dạ xin chào quý vị khán giả, Khương Dừa mới đi có một đoạn chừng 1 km ở trên cái đường dẫn lên cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh, ngay cái đoạn ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Khương Dừa thấy cô với chú mà bán số thì Khương Dừa ghé hỏi thăm để Khương Dừa mua. Dạ chào cô. Dạ. Dạ chào chú. Còn nhiều không cô? Dạ cũng còn trăm mấy tờ không? Trăm mấy tờ con? Dạ. Sáng giờ mình bán bao nhiêu cô? Dạ. Bán có 150 vé. Dạ. Còn bán được có mấy chục. Ủa ông bị gì dạ, bị xe đụng á cậu, giờ nó bỏ nó chạy rồi, giờ phải bỏ tiền túi nhà đi chạy mượn của người ta nữa, đi mổ và sắp thương lại cho. Ủa xe ở đâu mà sao đụng không? Đụng ngay cầu chạy điểm á, thằng nhỏ nó chạy á, ông chạy đi sát trong lề á. Ông chạy gì con? Ông chạy xe Honda đang đi bán số cậu. Dạ. Rồi nó chạy nó mang ông để nghỉ trời để bỏ chạy mất tiêu. Đâu có con cái gì đâu. Không có con cái. Còn cô là gì? Là vợ. À vợ, hai chồng không có con cái. Dạ. Cô bao nhiêu tuổi? Nay 50 rồi cậu. Dạ 50. Còn ông bao nhiêu? Ông nay 67. Ồ 67. Dạ. Thì hai vợ chồng cưới đâu chưa cô? Này không nay có, mấy năm. Không có cưới. Không có cưới. Dạ. Quen à. Quen rồi về ở với nhau. Dạ. Thì cô quê ở đâu? Dạ quê quê ở đây nè cậu. Còn ông ở túi với Bạc Liêu là. Cô là quê Bình Chánh. Dạ. Còn ông Bạc Liêu. Dạ. Dạ. Quê sống ở ngoài thành phố. Dạ. Ông có vợ đời vợ nào chưa hay là chưa mới quen ở trước là đi tu à. Tu tới thầy tịch trời mới ra ngoài. Dạ thầy mất rồi mới đi ra ngoài. Dạ. Chú ở đâu chú? Nay được 4 mấy năm rồi. Dạ, chú tu ở trên chùa Vạn Đức cậu. Dạ. Còn cô là cũng chưa có đời chồng nào luôn hả? Dạ. Rồi hai người quen rồi bán vé số quen hay sao cô? Dạ bán vé số quen. Dạ. Quen nay cũng 10 mấy năm rồi cậu. Là không có con. Dạ không. Sống là làm bạn thôi, có không có con. Dạ. Thì hai vợ chồng cô chú ở đâu? Ở trọ ở đâu? Ở đây. Mới nhà trọ ở đây nè, qua bên này nè. Ngay dạ. Chùa nè. Dạ. Chùa ông. Dạ. Thì chú có anh em gì không? Có anh em thì lớn tuổi không có ai có gia đình hết á. Ủa vậy hả? Thành ra ở thành phố á. Dạ. Thành ra đâu có thấy nhà nhỏ quá à. Nhà nước cho được như cha mẹ cho cha mẹ ở rồi còn 3 mét vuông à. Dạ. Bề vàng dài thì 16 mét. Dạ. Rồi đâu có đủ ở đâu. Dạ. Thành ra thấy nhà chật quá ra về đây ở giờ. Dạ. Mới nhà trọ ở riêng. Dạ. Rồi hàng ngày mình bán đâu cô chú? Từng ngày thì cô đẩy chú lên phố trên ngã ba chuối chợ anh bán. Ngay chỗ tại tới
tới khoảng 10 mấy 11 giờ là đẩy xuống về đây bán. Rồi mình xách cơm nước theo ăn gì hả cô? Dạ, cái này nấu cháo ăn cậu. Quá vậy ăn đấy là nấu cháo theo ăn. Dạ. Hai chồng bán mỗi ngày có 100 mấy tờ. Dạ, bây giờ còn bán được có mấy chục, còn 100 mấy lần cậu. Dạ. Rồi cái chân của chú là giờ cũng phải đi xe lăn gì hả cô? Dạ, ngồi xe lăn nay cũng 6 rồi 8 rồi. Dạ. Cái chân nào nghỉ cho chú? Cái chân này thì bình thường. Bình thường. Dạ. Còn chân này là gãy. Dạ, gãy làm 2 khúc rồi cậu. Đang khúc rồi cậu. Trời ơi. Chạy mà nó đụng rồi nó bỏ mình luôn hả con? Dạ. Giờ đi chạy mượn tiền của người ta á cậu. Đi mổ sắp xương lại á cậu. Dạ. Sắp giờ lành chứ con? Lành rồi. Giờ lành rồi cậu mà giờ đi được cũng mấy bước à cậu. Dạ. Phải ngồi xe lăn. Dạ, rồi người ta thấy trên cái gì người ta hướng dẫn á. Dạ. Người ta thấy vậy người ta mới mua chiếc xe lăn này cho. Dạ. Rồi hai ông bà phải đi bán chung vậy chú cô đẩy chú chứ không? Dạ. Đi bán riêng. Hồi trước đi bán riêng hả con? Dạ, đi bán riêng giờ thấy ông vậy á không dám để ông đi mình. Dạ. Đi ủa, mình. Tính ra cô như nhỏ hơn chú nhiều tuổi ha. 16-17 tuổi. Dạ. Chú đi tu lâu không mà chú? Đây tu được 4 mấy năm rồi. Dạ. Rồi thầy tịch rồi ra ngoài được 10 mấy năm. Nay là cháu từ 50 ra tới nay là 16 năm. Là tu chú tu từ hồi nhỏ luôn. Dạ từ 20 mấy tuổi. Dạ. 21 tuổi. Dạ. Bây giờ hai ông bà sống chung nhau hủ hỉ nhau bán vé số kiếm sống qua ngày. Kiếm sống qua ngày. Dạ. Vậy nhà trọ nhiêu tháng chú? Tháng 1,1 triệu có khi là 1,3 triệu. À, điện nước hả chú? Dạ, điện nước luôn. Dạ, do điện nước tùy tháng nó cao mình phải trả nhiều. Dạ, ăn thôi điện nước nhiều ít á. Bây giờ chú hai cô chú thường bán ở điểm này hay đâu? Ở Đại Hưng. Đi tùm lum á cậu. À, đi tùm lum. Dạ. Số 27 không có cậu ơi. Số 27? 27 thì không có, 22 là 66, 34. 42 cậu. 3 tờ hả? Còn tờ nữa là cậu. Gần tháng bán gì kiếm được khoảng bao nhiêu chú? Ba bán đủ ăn đủ xài à, rồi góp ngày bỏ dán bán mà bỏ ngày ống heo nhanh trăm trăm. Đó đúng cái ngày nhà trọ phải trả tiền nhà trọ mà. Vậy ngày bỏ 500 ngàn hả? Không, 100. À, 100. Cậu nhiều dạ. Khi 50 có khi bán ế quá hả? Bỏ 50 nè. Ôm hết luôn cậu. Sao trả lại cô? Trả đâu có kịp, nó đâu có cho trả. Đại lý giờ nó không có chịu nhận nữa cậu. Ủa kì vậy? Dạ, này lấy đại lý đâu cô? Dạ, lâu rồi. Với trà điện mình cậu. Dạ. Cô đếm coi bao nhiêu tờ cô mua cho. Bữa nay mua cho về sớm bữa nghỉ ngơi. Dạ. Không giúp được gì giúp nhiêu đây được rồi. Thường bán người ta bán mua nhiều nhất không bao nhiêu tờ không? À thì cái hên nhiều có khi mua 200 tờ có khi 100 tờ. Người ta mua 200 tờ luôn hả? Không. 120 tờ, 220 tờ, hay hoặc 30 tờ trở lại. À. Cô đếm đi, để con nói chuyện với ông. Mấy anh chị cô chú còn hết không? Anh chị á, chị nay năm nay tuổi con mèo á là tới nay là 69-70 rồi. Dạ. Mà chưa đâu có gia đình. Không ai gia đình vậy chứ không có con không cháu luôn, không có cháu luôn. Có cháu rồi, cháu của người em. Người em chết rồi. Để lại đứa cháu ở chung đó. Dạ. Chung gia đình nhà nó mà lâu lâu nó lại xuống thăm tôi thôi. Dạ. Chú ngồi chỗ chú bán xe lăn ở quý vị. Ở đây là cái đoạn ngay cái ngã tư huyện ủy ban hành chánh của huyện Bình Chánh đó quý vị nhá. Đây là cái ngã tư nè. Đây là cái đoạn đường cắt ngang cao tốc lên cao tốc rồi một đây bên đây là chú ngồi bán ở đây. Ở bên đây là khu hành chánh của huyện Bình Chánh. Cô điểm chưa xong.
Thôi con không giúp chú được nhiều, con mua ủng hộ chú vé số nhiêu đó để chú về sớm bữa ha. Dạ cảm ơn. Dạ hy vọng chiều con chúng con tới giúp chú nhiều hơn. Dạ. Dạ. Con phải bên Hương Dừa phải không? Ủa chú biết con hả? Ờ. Ủa sao biết con vậy? Bởi vì người ta có tiệm cơm đẳng hay tính giới thiệu cho đây. Dạ hả? Thành ra tao có biết đâu. Dạ. Nó giới thiệu tới trên Đại Hưng cũng có nữa. Dạ. Quen có ông làm ở trên Đại Hưng á, kế dạ. bên. Dạ. Nói để tôi giới thiệu cái ông đó, kế bên mà để chứa dừa ra cho người ta 10 triệu. Dạ. À, 10 triệu đó người ta không nhận, là mua dừa hết 10 triệu đó để chứa dừa không. Ủa chứa dừa đó, cái đó không phải con. Cái dạ. ai á. Mua dừa gì con không biết. Dạ. Con chưa có mua dừa, con chỉ... tại nay con đi làm rồi con đi coi bối cảnh quay phim con á, rồi con đang chia đường thấy chú nên con ghé con mua ủng hộ vậy thôi. Dạ. Thành ra người ta giới thiệu nói giới thiệu là chưa hai tuần trước mà. Dạ. Thành ra thấy thôi không có thôi chứ giờ cái này cũng như ma dũi gặp thầy mà đâu có biết được đâu. Dạ. Thì cái đó cũng trước hết cảm ơn ta. Dạ. Dạ. Cũng trên Đại Hưng người ta thấy vậy, hoàn cảnh vậy người ta cho mua xe, người ta góp, đóng góp rồi chút cho dạ. cho chiếc xe được 3 triệu mấy. Dạ, 3 triệu mấy hả chú? Đây là xe của chú cái gì vậy? Với cho tiền kia nợ để mua thuốc men uống. Dạ. Chứ cũng... đâu có tiền bạc dạ. gì đâu. Dạ. Vậy cũng quý quá. Dạ, cho đại lý cho mà mua cho lãnh vé số. Bán nhiêu rồi ăn nhiêu rồi tiền vốn trả là nó dạ. chứ đâu có vốn đâu. Dạ. Rồi ngày bán mót tiền đi đóng tiền nhà trọ. Dạ. Tránh được không? Hai cô chú quen sao? À, đó thấy hoàn cảnh cũng héo le lắm, thành ra gặp cổ cũng khổ. Thành ra tôi lúc đó làm ăn cũng đỡ đỡ, thành ra chú đó chú làm gì? Lúc đi bán vé số á. À thấy vậy nói làm ăn gì không được hết, đi bán vé số đi. Ừ. Tôi giúp đỡ cho bán vé số, bán chiếc quen luôn. Quen. Bán cái cua luôn ha. Dạ. Thôi giờ có hai vợ chồng phú hỷ cũng vui. Dạ. Dạ nhiêu cô? 102 vé cậu. Dạ. Đây con lấy hết cho. 102 vé hả? Là 1.200.000 hả? Dạ. Rồi con trước mắt con chưa có giúp gì được cho cô chú, con mua vé số đi ủng hộ cô chú ha. Dạ. Dạ rồi hy vọng là chiều hay chỉ hy vọng cô chú buôn mai bán đất. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi chiều con có trúng con ghé con ủng hộ cô chú ha. Dạ. Chú cầm con này. Họ thấy chú thấy thương quá nên thôi con gửi chú thêm ít cô chú thuốc nha. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ cũng nhiều người khổ quá giúp thì giúp không dạ. hết nổi. Dạ hy vọng là Khương Dừa chuyển hy vọng là Khương Dừa giới thiệu chú bán vé số địa điểm này để bà con cô bác đi ngang dạ. ai thấy thì ghé mua ủng hộ giùm cô chú ha. Dạ cảm ơn. Dạ vì thường thường bán ở đây Đại Hưng á dạ. chưa mới ghé đây chưa dạ. 11-12 giờ ghé đây thôi. Dạ ở đây có cái bóng mát nó cũng đỡ nè. Dạ. Dạ rồi chào cô chú, chúc cô chú nhiều sức khỏe nha. Dạ cảm ơn. Dạ chào chú, hôm nay về sớm nghỉ ngơi bữa ha. Dạ dạ chào chú à. Dạ. Về nhà đâu cậu. Còn dạ. lãnh với số bán tiếp nữa. Ủa bán nữa hả? Dạ. Lãnh ngày mai. À lãnh ngày mai hả? Để đi bán rồi dài 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 tới ngày mai. Dạ. Dạ rồi. Dạ bán tới chậm lắm, ế lắm. Dạ dạ. Dạ rồi chào cô chú à. Dạ. Dạ xin chào khán giả. Khương Dừa đang có mặt ở chợ Hồ Quốc Lãm nè. Cọc vé số thấy nóng lạnh luôn, chắc cũng bị bị tật từ nhỏ quá. Khương Dừa ghé Khương Dừa mua giùm em đó. Chào em. Dạ chào em. Còn nhiêu tờ không? Dạ. Qua bên cây đứng thì đừng đứng ngay chỗ của người ta qua được cái mát này nè. Em quê ở đâu? Dạ quê ở An Giang á. Ủa Giang hả? Ở huyện nào em? Huyện Phú Tân. Ờ Phú Tân. Bữa anh mới về Phú Tân nè. Dạ. Em lên Sài Gòn lâu chưa? Lâu rồi. Bán còn nhiêu mà giờ còn nguyên vậy?
bán 300 rưỡi. Ngày 350 tờ hả? Không, bữa bán 200 tùy theo bữa chủ nhật mới bán được nhiều. Nay là chủ nhật là quý vị vậy? Dạ. Cho lấy anh 100 tờ đi. 100 tờ. Em bị tật từ nhỏ hả? Quý vị ra đây là ở chợ Hồ Lãm ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, ở ngay đường Hồ Lãm luôn quý vị. Vừa đang đi trong đường Hồ Lãm, vừa thấy em nó bán vé số nên vừa ghé vừa mua giùm em đó. Giờ này là còn quá trời luôn. Dạ. Em ở chợ ở đâu? Em ở chợ ở dưới bên kia kìa. Ở mình hay là sao? Quận 8. Ở mình hay là sao? Dạ, ở mình với bà chị. Chị làm cái gì? Chị cũng bán số nữa. Chị bán vé số hả? Chị ruột em hay sao? Chị quen rồi. Quen hả? Dạ. Hai chị cùng quê không? Hai chị em cùng quê không? Cùng. Cách nào cọc nào 100 tờ đó? Ừ. Vậy là em còn tới cái đó chắc cũng 200 tờ rồi. Còn đây hả? Chắc còn cũng 200 tờ đó. Giờ 12 giờ rồi bán tới chiều sao? Chút em lên chợ trên kia bán nữa. Chợ nào? Chợ trên kia kìa. Chợ mấy đi vô chợ nhỏ nhỏ rồi bán. Ừ, em lên Sài Gòn rồi chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi em? Em mới lên đây lại chứ lúc trước em ở 7-8 năm luôn. À, cũng lên bán số luôn hả? Dạ, từ đó em ở quận nhất rồi. À, bán ở quận nhất. Rồi em bị đè tật là từ nhỏ hay sao? Dạ, em có tật từ nhỏ. Ở đây nhà gia đình ông đông anh em không? Ba anh em. Ba anh em. Em là thứ mấy? Ba. Ba. Còn mấy người anh với hay là người chị em? Dạ. Anh hay là chị? Anh hai với hai em gái. À, anh hai em gái em làm gì chị? Hai em thì dễ chài. À, bắt cá đồng đồ bán hả? Dạ. Dễ chài thịt cá đâu. Còn em? Em gái? Em gái làm công ty. Ở Sài Gòn luôn hay sao em? Ở Sài Gòn. Tên gì? Em tên Tại. Tại hả? Dạ. Thường thường em bán ở đâu, rộng nào để bà con của bác em mua tiếp ủng hộ? Nhiều lắm, em đi nhiều chợ lắm. Đi bộ không hả? Đi xe. Xe em đâu? Gửi luôn. Xe là xe ba bánh hay sao? Không, xe hai bánh rồi. Xe bánh sao em chạy? Em chạy được. Chạy được luôn hả? Dạ. Rồi. Tưởng nó chạy không được chứ. Rồi em chạy tầm lại ha, để đưa tiền. Rồi cảm ơn anh. À, rồi giờ đi bán đâu nữa? Đi ra ga vô chợ rồi đi vòng vòng đi bán nữa. À, rồi cảm ơn anh. Chúc buôn mai bán đắt nha. Thì bé nó bị cô vừa quên hỏi em nó bao nhiêu tuổi. Trời giờ mà còn cặp với số vậy sao bán hết trời. Rồi cảm ơn quý khán giả rất nhiều nha. Bây giờ con vừa sẽ đi làm cái địa điểm mà Khương vừa chọn bối cảnh để Khương vừa quay phim. Nãy Khương vừa thấy con bé này ở ngoài đường quẹo vô chợ nhưng Khương vừa đi theo vô, Khương vừa mua giùm. Dạ, xin chào khán giả kênh Khương vừa. Khương vừa đang cũng còn đang ở ngoài chợ Học Lãm. Khương vừa mới mua giùm con bé là An Giang 100 tờ. Khương vừa thấy hai mẹ con của chị này bán, Khương vừa được gọi đến thăm Khương vừa. Còn nhiêu tờ chị? Tờ còn như đây chị? Dạ em bán 200. 200 hả? Dạ. Con gái chị hả? Dạ. Con nhỏ vậy? Dạ mới 42. Chị 40 tuổi hả? Dạ. Chị mấy người con? Dạ 3 người. Mấy đứa con? 3 người. 3 đứa con hả? Dạ mỗi 4 đứa mà bỏ hết đứa rồi còn 3 đứa. À 3 đứa. Đứa lớn bao nhiêu tuổi chị? Dạ đứa 15 tuổi. Đứa hai mấy tuổi, 25 tuổi. 25 tuổi hả? Dạ. 25 tuổi đi làm rồi hả chị? Dạ. Làm gì chị? Nó ở dưới quê á, còn thằng thứ tư thì nó làm ở ngay chỗ dựa dưới thung á. Dựa chợ lớn. 15 tuổi đi làm rồi hả? Dạ, tại đi bán cái số nó cực quá. Em cho một tháng gì nó làm được nhiêu chị? Dạ, mới vô làm 2 tuần trước cái tuần này, dạ 2 tuần. Một tháng giờ trả nhiêu chị?
không có này nó hai tuần mới lãnh lần. Ý là không có biết nhiêu trả bao nhiêu lương. Dạ chưa, hả? Dạ mới vô làm mà mình không biết. Dạ. Trời vô cắt chi thun á chú. Chồng chị đâu? Nó bỏ lúc mang bầu lắm, mang bầu bé nhỏ này nè. Là ba đứa con chung một chồng. Dạ. Hay là mấy chồng? Hai chồng. Ủa hai đứa chồng luôn hả? Dạ. Chồng trước là hai đứa con hay sao chị? Dạ chồng trước hai đứa con, sau này là nó ở nó bỏ rồi đẻ là mới 12 ngày được bán số. Rồi con gái chị có phụ được gì chị không? Dạ không. Ủa chứ nó 25 tuổi đi làm mà không phụ chị hả? Dạ không, tại vì nó ở dưới quê đó, rồi bà ngoại á, bà ngoại nuôi. Dạ. À, mẹ biết rồi. Điện thoại chị hả vậy? Dạ dạ. Con bao nhiêu tuổi con gái? 3 tuổi hả? Dạ. Ủa biết 3 tuổi luôn hả? Dạ. Thường ngày đi mèo theo mẹ bán vé số suốt vậy hả? Dạ. Trời ơi, lanh quá vậy. Con tên gì? Thảo. À, Thảo hả? Ờ, rồi chị ở chỗ đâu? Em ở ngay chỗ bên gì? Bên gì quá? Bên gì quá? Bên Bến Đò mình ở dưới này. Bến Bình Đông hả? Bến Phú Định hả chị? Dạ. Dạ. Tại vì mình hàng nhiêu chị? Em ở 1,5 triệu. Ba mẹ con? Dạ. Ba mẹ con hả? Dạ. Thì chị không gửi bé đi đi bán chỗ khỏe mà. Trên này mình gửi mất với chú ơi, mình gửi trên này tháng tới 1,000,000. Chú mua đăng đi á. Chú quay lên chú mua vé số giùm con, chú giới thiệu giùm con. Dễ thương quá. Chị đếm cho con bao nhiêu tờ chị? Đếm hết luôn hay sao chú? Chị đếm đi, đếm hết cho bao nhiêu em còn có tiền đủ tiền mua không? Dạ. Đây là mình có được hả? Mới vừa mua vé số cho thằng bé có tật ở dưới An Giang đó. Vừa mới mua cầm tờ cái con vừa tỉnh đi ra, con vừa chạy qua bến xe miền Tây để con vừa có quá cảnh thì con vừa thấy hai mẹ con. Đó, con vừa kêu hai mẹ con lại để con vừa mua giùm. Có hai đời chồng nữa vậy chứ. Chồng bỏ rồi có chồng khác nữa. Giờ có con nhỏ nó khổ nữa. 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Nhiêu tờ chị? 78. À còn 78 tờ hả? Dạ. Dạ để em lấy hết cho. Còn bé ẩm nó đi bán suốt vậy luôn hả? Dạ. Chị bán đoạn nào? Mình đi chợ đủ chợ hết trơn, đi chợ Phú Lâm với chợ Đầm Dơi, chợ gì? Chợ Ủa chợ Phong Thế Hiển là xa lắm ạ. Dạ mình có cái chiếc xe Honda, cái mình chạy qua bển mình gửi xe rồi đi bán, cái mình đi bán và mình bán hết rồi mình chạy xe Honda về. Chị quải cái gì theo tùm lum vậy? Cái bị sữa với tả bé cho bé hả chị? Dạ. Chị có em bé nữa hay sao cái bụng em thấy chị bụng chị hay bự ạ? Dạ. Chị có em bé nữa hay sao thấy bụng chị hay dạ, bự? Dạ không, tại vì mình đẻ lúc bé nhỏ nè. Trời ơi, bà này báo cũng lanh lắm nữa cái gì nha. Chị thân giá số cũng lanh nè. Cho coi mặt cái coi. Gỡ khẩu trang cho coi mặt cái coi. Gỡ khẩu trang coi coi. Ôi ôi, đẹp gái kìa. Quá trời đẹp gái luôn. Vậy mình chạy xe vậy. Còn có mấy anh mấy chị? Hai. Hả? Anh đi. Anh tên gì? Anh tên gì? Anh tên gì? Anh tên gì? Chị tên gì? Ừ? Cha đâu? Cha đi bỏ rồi. Ơi bỏ rồi hả? Trời ơi, sao vậy? Sao cha bỏ rồi? Con nói với cậu ngước mặt lên, con nói với cậu ngước vừa vừa thôi nó. Nắng hay mồ luôn đi bán trời. Thấy cưng lắm nè, lanh lắm nè. Lanh lắm. Có phụ mẹ được gì không? Con có đi bán với mẹ không? Dạ hả? Lớn con ngoan không? Lớn lên đi học nha. Đi học đi làm nha để đó, chạy đi theo mẹ bán vé số suốt là không có đi học là sau này cực lắm đó. Dạ. Có thương mẹ không? Thương. Thương để đâu? Để đánh đầu. Để đánh đầu hả? Trời ơi cưng quá. Thương để đánh đầu. Người lớn có lo cho mẹ không? Lo làm sao?
Ông bà ngoại đâu? Ông bà ngoại con đâu? Ông ngoại chết rồi, bà ngoại dưới quê. Rồi ông bà nội? Nội không biết mặt đi ông cướp á, đi bệnh viện á. Gì? Ngoại đi bệnh viện á. Dạ. Dạ, tại vì ủa chồng sao là chỉ có cưới không là về quen vợ hả? Tự mình rồi ông làm gì mà quen? Dạ, lúc đó ông làm bảo vệ á, rồi về cái lộn á, cái ông bỏ. Rồi ông có vợ nào chưa? Không biết nữa, tại ý là hồi đó quen chị là có đời vợ nào chưa? Em cũng không biết, cái anh ảnh mua hết rồi à. Anh mua hết rồi anh hai. Thôi mai chiều ổng mua nữa, ổng giận ổng mua nữa. Hồi nãy thôi bán cho ổng tại tại cũng được. Rồi giờ ổng bỏ đi lâu chưa chị? Dạ con bé này nó 3 tuổi rồi đó. 3 năm rồi hả? Dạ. Là tại vì lúc ổng bỏ em là em mới mang bầu 3 tháng mấy à, là ổng đã bỏ rồi. Người lộn ổng bỏ đi luôn. Dạ. Đến giờ về cũng về thăm luôn. Dạ không. Sao không gặp ổng luôn? Không biết luôn. Thì nó quên. Hỏi con vô mát rồi, đứng chú đưa tiền nè. Đứng đứng bên cô nhờ cô xíu đi. Nè. Không sao đâu. Đứng nhờ xíu không sao đâu, để chú gửi tiền. Xin lỗi con nha. Dạ. Bảy mấy tờ chị? Dạ 78 tờ hay gì á, phải không biết nữa. Để em đếm lại. Thôi đếm lại nó tới sáng. Qua 80 đi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ôi bà lăng quá bà ơi. Bà thấy cưng quá bà ơi. Đẹp gái không? Thôi khỏi điểm nữa chị ơi, chị tiếp tới sáng luôn á. Rồi mua giùm chị thôi. Dạ, ở đâu rồi? Dạ, 400 em ở Châu Đốc á. Dạ. Dạ. Mới lên chợ này thấy lạ đó. Em lâu lâu em mới bán chợ này một lần. Em ở dưới bên đò dưới này nè chị. Dạ, vậy 78 tờ em thôi. Dạ, được rồi, được rồi chị. Thôi thôi được rồi. Em mua ủng hộ đi. Dạ cảm ơn chị nhiều nha. Dạ em dụng cho em quen. Dạ. Rồi đưa giấy số em ha. Dạ không ơn. Dạ. Dạ. Đúng rồi, phải đúng 80 tờ không chị? Dạ không chừng lỗ nha. Dạ không có đâu hai, cảm ơn hai tầm dạ. Cảm ơn hai nhiều. Rồi chúng hai mẹ con buôn bán đó nha. Dạ, con gái sau này gắng học nha. Mấy bài với cô chú ơi. Rồi mẹ gió con trai lắm nè. Sáng nó kêu em á, mẹ mua cho con bộ đồ này. Em nói vừa hỏi cô đó nó 90 ngàn. Đâu đâu là chú mua trong bộ nè. Dạ cái đi. Em đứng ngồi đi, nó đợi mua đồ đó đó, tự nhiên nó chỉ. Đâu bộ nào đây chú? Bộ giống như con gái của chú hả? Nó đợi đâu đâu bộ đồ nào. Cảm ơn chị nha. Cái nó đợi bộ đồ này hoài luôn vậy đó. Vậy hả? Dạ. Rồi mua trong bán bộ đi. Cô bán cho em bộ đồ này đi cô. Bộ đồ này số nhỏ có cỡ con bé nhỏ này không cô? Dạ này nè cô, con vừa thấy bé dễ thương quá, con vừa mua cho nó bé nó một bộ đồ. Nó nhỏ hay là nó bự cô? Cái đó nhỏ chứ, cái đó nhỏ hơn chị, có lớn hơn chị. Dạ con em thích bộ đồ này. Có cái lớn nữa không chị? Ê đừng đừng cởi em. Cởi áo khoác thôi ha. Dạ cởi áo khoác. Vậy này chị cũng nhỏ xíu à, phải lăn quá trời. Sao con thích bộ đồ đó vậy? Cổ đi ngang nó kêu em mua hoài luôn á, bỏ em hỏi chị hết lần đó. Mà cổ nó tới 90 em cũng có tiền. Dạ. Đâu nay cái nó đổi nữa, nó đòi nữa. Thử ai gái. Trời ơi, dạ. Xinh xắn dữ dạ. Lượng quá trời luôn. Tự lên nó đậu mang, tự lên nó đòi đi mua đồ này hoài luôn á. Đây con leo vô con bỏ đi dép ra rồi mẹ mang cho. Thảo đi gì nắng cực không con? Mệt không? Mệt không chú hỏi trời mệt không? Hả? À, không mệt thôi, dạ không mệt. Dạ vừa rồi cô ơi. Rồi quá đẹp. Đi. Rồi lấy bộ này đi chị. Để chú tặng con bộ đồ ha, chú không có giúp gì được con chú tặng con bộ đồ ha. Con cảm ơn chú. Gật đầu xuống, con cảm ơn chú. Rồi. Cảm ơn dạ. Chú nhiều lắm nha chú. Dạ rồi. Chúc hai mẹ con bữa nay về sớm, nghỉ dạ. Sớm hả? Đi em đi với bọc qua bên đường này, cái mình đi về chợ Phúc Lâm mình lấy vé. Lấy vé nữa hả? Dạ, không có lấy vé ngày mai á. À. Dạ, vé ngày mai chứ giờ này bán ngon. Không nổi đâu chú, nắng cháu dạ, lắm, tội nghiệp nữa. Dạ. Cảm
mình bán nhiêu được rồi mình đủ ăn được. Dạ. Ba chứ đi bán nữa. Rồi cắt con bỏ đây đi. Dạ. Rồi cảm ơn khán giả nhiều. Hai cho em xin cái bọc đi hai. Trời ơi bà Lanh đó bà ơi. Bà Thảo. Dạ yeah, chú kêu kìa. Không tôi cái được không? Hùng tôi cái được không? Hùng chú cái quanh qua đi lại hùng chú cái xích trời lại. Cưng hết trời. Rồi cảm ơn con gái. Rồi mang giúp vô. Chú phải nít lắm à. Rồi chào con nha. Dạ cảm ơn khán giả rất nhiều. Bye bye khán giả nè. Thảo. Dạ chú kêu. Bye bye khán giả rồi. Máy bay đi chú. Dạ hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở tỉnh lộ 10 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Khương Dừa thấy có một bà cô đi bán vé số mà cô còn đi lượm ve chai thêm nữa sao. Chắc do cuộc sống cũng khó khăn cô phải làm hai ba công việc. Dạ chào cô. Còn nhiêu tờ cô? 25 tờ. Cô bán nhiêu mà giờ còn 25 tờ cô? Dạ 200 vé. Cô bán 200 vé hả? Bây giờ còn 25 tờ. Dạ. Rồi bán giỏi hết hả? Cô dạ. Bán? Nhờ bán trong cái chùa bánh xe bằng tay chồng á, rồi mình đi đảo ra đây. À mình vô chó người ta bán mua nhiều thôi cô? Dạ, bữa nay gặp người ta đi chùa nhiều. Ồ, dạ. Chứ thường thường cô bán ở mé nào? Ừ, cũng đi vô đó mà bán theo sớm được, rồi tới 3 giờ chiều, 2 giờ chiều mới hết. Dạ, rồi cô xách khoai theo ăn hả? Dạ, mua 10.000 khoai ăn. Mới ăn sáng hả cô? Sáng sáng rồi mới ăn. Dạ. Rồi cô lụm ve chai thì cô bán thêm hả? Dạ, chứ bán cả này ớt chú ơi. Dạ, rồi đi dọc đường lụm được nhiêu ve chai? Dạ, lụm được nhiêu nên nhiêu. Hôm qua bán được mười mấy ngàn. Lụm ve chai bán được mười mấy ngàn. Dạ. Dạ. Rồi để con mua hết cho. Dạ. Rồi nhà cô ở đâu? Ở Châu Đốc mà. Ủa, sao nay có duyên gặp Châu Đốc An Giang nhiều quá ta? Dạ, Châu Đốc lên đây hả cô? Dạ. Cô lên với ai? Nhỏ em nó muốn cỡ ra chỗ đường số 6 này nè. Dạ, em ruột cô hả? Dạ, nó ở cũng mấy năm, 5-6 năm nay nó ở trên này. Rồi em ruột cô làm gì cô? Nó cũng đi làm công ty đồ này kia nọ đó. Dạ, em có bao nhiêu tuổi? Nó 4 mấy tuổi hả? Còn cô? Tôi tới 70 hả? Ủa, cô 70 hả? Dạ. Ủa, 70 mà cô nhìn cô cứng còn khỏe ha? Nó đi thôi thì nó đau hai đầu gối. Dạ. Ngồi mất ngồi nghỉ. Dạ. Rồi dạ. Con cái cô đâu? Nó cũng nghèo khổ 4-5 đứa con mà nó nghèo đứa nào cũng nghèo chân chú ơi. Nó lo con lo vợ nó không đủ có đâu nuôi mình giờ dạ. Giờ mình khỏe thì mình mặn đi chừng nào tới đâu thấy đó giờ sao giờ đây. À con vừa đang gặp thánh súng nè cô không còn cái găng nào trên luôn nè. Cũng hết hả cô? Dạ. Rồi chú đâu cô? Ở dưới quê ở dưới thằng Thận Cai. Dạ. Thằng Cai rồi ổng giữ số nội nhỏ người trên nó hai chồng đi làm đó. Dạ. Rồi con quay gì con giới thiệu giùm cô bán vé số gì được không cô? Dạ. Dạ còn có mấy tờ tưởng nhiều con mua nhiều cho cô. Cô bán thường thường cô bán chỗ nào? Giờ bán thường thường vô bánh xe một tay nhiều chỗ chùa Quệ Nghiêm ở chồng á. Dạ. Rồi lội đi vòng vòng bán. Rồi vòng vòng theo đó rồi tới có 12 giờ đầu đảo về đây rồi vòng qua bên đó. Dạ ngày thì khoảng được 200 tờ hả cô? Dạ 200 tờ mà bữa nay là nhờ gần ta đi vô chùa đó. Dạ. Đó bán được. Dạ. Có bữa là 3 giờ mấy mới hết không à. Dạ ngày 200 tờ thì là cũng được 200 mấy cũng sống cũng dạ. Không đủ. Cô có lo cho ai nữa không? Không. Chỉ lo cho mình thôi. Thôi mình thủ ra tiền đó có đau ở bệnh hoạn mình có tiền mình lo. Dạ vậy cũng tốt. Cô có thường về quê không? À, mới vừa quê hồi Tết mới lên hồi bữa 16 rồi à, tới giờ là bán tháng gì à. Ở Châu Đốc bán cũng được sao con không bán Châu Đốc? Dạ bán khó bán trong trăm với số bán tối ngày. Vậy hả con? Dạ. Châu Đốc cạnh tranh nhiều quá hả? Dạ đông người bán quá rồi cũng khó bán rồi dịch dọc với chờ bán. Dạ. Cũng khó bán. Dạ. Đây cô lụm dây chai nè quý vị ra rồi mấy bữa cô lụm nhiều rồi sao con? Sao bữa lụm nhiều cái đi dọc đường gặp bọc bự bự đó. Ba bốn bọc, bốn năm bọc tới đâu lụm tới đó quải theo hoài. Dạ, con thấy cô cũng vui tính quá à. Hôm qua được ba bọc, được mười mấy ngàn. Dạ. 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 Đây con lấy hết chưa? Có mấy 25 tờ. Dạ, 25 tờ. Dạ, đây con lấy cho con. Có nhiều con mua nhiều giúp cô, mà thôi cô bán cái gì là giỏi rồi.
mình thì nó khỏe khoắn lắm mà đi hơi nó đau hai đời đồ gói nhiên dạ. Khớp đó cậu dạ đi bộ nhiều hết không dạ 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 đưa được 200 rồi. Thôi con gửi cô luôn á. Gửi cô cho con mời. Coi như mời cô ăn trưa vậy. Vậy thật cảm ơn cậu luôn. Dạ. Đi giờ đi qua mua gì người ta có thường hay giúp cô không? Dạ, khi người ta cho cũng 50 ngàn, khi ngày cũng được 20 ngàn, người ta cho người ta mua cái số ta thấy người ta cho gì đó. Dạ. Cũng được 20 30, có bữa thì không có. Cần dạ. Gì. Mà trước cô làm nghề gì cô? Đi bán mà xôi bán đồ giờ gánh hết nổi à cậu ơi. Bán xôi đồ nuôi con cái dạ bán xôi gánh đi theo sớm đồ đó dạ. Theo chợ đồ bán mà cái này gánh hết nổi thì thôi nghỉ dạ. Bán rồi cô mấy người con cô làm công việc gì nó đi làm công ty cũng làm công nhân không mà chứ đâu có làm gì đâu có ruộng đất gì đâu làm nhưng mà ở trên Sài Gòn hả đâu cô à đi làm ở mà hai thằng trai thì nó công ty mai á dạ. Vô công ty mai có vợ chưa cô chưa hai thằng đó chưa vợ ủa hai người làm luôn dạ thằng 20 mấy thằng 30 trời còn thằng lớn hết là 4 mấy hai... vậy là hai người con trai đó sống nuôi cô 4 thằng ăn đó trời đất ơi 4 thằng con trai mà 2 thằng có vợ còn 2 thằng chưa sao hai anh chưa có vợ sống ở với cô mà nuôi cô giờ nó lo phận nó chưa xong tới rồi đó mình chị thanh niên phải lo dạ. Cho mình xong với thanh niên một tháng đó, chưa một năm chưa gửi về cho cắt nó thiệt cái chậu đó vậy hả dạ gửi cho gần năm cho gì ở cho chừng 20 triệu bạc rồi hỏi cậu mua này kia nọ trong gia đình cái rồi hết rồi có đâu mình mà chắc hai anh cũng lo làm để cưới vợ chắc gì quá không biết sao mình cũng không hiểu được dạ nhiều khi cô cũng nghèo khó rồi cô không có lo cưới vợ cho hai anh được dạ hai anh cũng cố gắng làm để cưới vợ chứ dạ thôi nhưng mà mình cô còn buôn bán được cô còn đi kiếm tiền còn lo cho mình được rồi dạ bởi thì nó hô mấy bản hô sao mà không vừa hưu cho con nuôi cô về hưu à nó không nuôi đó về nuôi giờ mình mặn được thì mình mặn đi chừng nào mình mặn được phải tính sao chứ giờ ở không nhà rồi không có tiền bạc rồi đã nhịn đói hả cậu phải không dạ đó dễ thương rồi. Anh em cô đông không anh em tới 9 người à trời ơi ở dưới miệt quê ai cũng đẻ nhiều ha dạ quê nào đó mẹ đó tới đẻ tới 10 mấy người lận đó 10 mấy người mà bỏ chết hết 3 người còn hiện giờ là 9 người 6 chị gái 6 chị em gái 3 em trai nhìn nó nhưng mà cô 7 mấy tuổi rồi nhìn cô khỏe mạnh cũng cáp thì cũng mừng dạ rồi đi ăn khoai rồi chưa con ăn gì rồi đi về là ăn cơm chứ không ăn gì nữa đó về nhà con nấu cơm con ăn hả dạ nhớ em nấu sẵn dạ, rồi về khi nào cô mới đi lấy số nữa 3 giờ mấy đi lấy giấy số dạ đi lội bộ đi gì không dạ không? Lội bộ đi gì đó rồi bán đây ra rồi hết thì đi lội dài về chứ không có đâu đi xe nhiều khi mấy người con của cô không có thấy cảnh cô đi giấy số nhiều khi mấy anh chị thấy cô đi bán giấy số vậy nhiều khi mấy anh chị thương kêu cô nghỉ nhà lo cho cô á dạ nhiều khi mấy anh chị cũng công ăn chuyện làm rồi không biết cô thấy đi buôn bán gì cực khổ nhiều khi thấy mấy anh chị cũng thương dạ dạ bây giờ đi lụm tiếp ha dạ đi lụm dài về cảm ơn nha cậu dạ cảm ơn cô dạ chúc cô mạnh khỏe nha chúc cô buôn may mắn đáp dạ dạ trời ơi thương quý vị dạ sao Phương vừa gặp cô chú lớn tuổi còn có nhiều người con mà sao không có ai em lo cho cô chú được hết rồi thôi nói chung mỗi nhà mỗi cảnh mình cũng không biết trước được rồi cảm ơn khán giả ạ dạ còn nhiêu tờ chú còn nhiêu tờ chú còn nhiêu tờ chú còn bao nhiêu tờ mua hết rồi dạ rồi đếm rồi dạ chắc ít rồi 1 dạ vừa đang có mặt ở đường 4. Đường Hồng Bàng quận 5 thành phố Hồ Chí Minh quý vị dạ vừa đang đi từ bến xe mình bay đi vô quận 5 thành phố Hồ Chí Minh vừa đang đi vô mấy cái ngôi nhà để cũng vừa coi để cũng vừa chọn quá cảnh của buổi đêm á vừa chưa ăn cơm trưa chắc mua vé số chú xong rồi cũng vừa sẽ đi ăn cơm trưa giờ này thì cũng 1 giờ rồi đa số các cô chú anh chị các bạn các em bán cũng đa số cũng gần hết rồi còn ít mà do tôi vừa đi coi bối cảnh vừa đi mua vé số nên giờ mua chưa mới có 6-7 người à
điểm để ông bán dừa. Nhiều bạn nói con dừa sao không cầm số tiền này đi giúp các hoàn cảnh bán vé số luôn đi mà không mua chi. Con dừa nghĩ đây là cái công việc của họ, họ bán thường ngày, mình có thể là giúp suốt được. Mình chỉ giúp coi như có duyên rồi mình mua giùm để cho cô chú anh chị các bạn các em có một ngày nghỉ sớm, giống như họ cảm giác hôm nay là buôn mai bán đắt vậy, mình buôn bán cũng vậy, mình ngày nào mình buôn mai bán đắt thì mình vui. Với lại nhiêu chú? Rồi 63 rồi. Dạ rồi con mua hết cho. Rồi 63 rồi. Dạ chú bán đưa nhiêu tàu bây giờ còn nhiêu đây đây? Chú bán bao nhiêu? Thì bán 150 vé đó. Vậy hả? Ừ. Giờ 1 giờ rồi bán sao kịp? Nhà chú ở đâu? Dạ chú Sài Gòn á. Chú Sài Gòn là ở đâu? Quận 1 hả chú? Quận 1. Đi bộ qua tới đây bán luôn. Dạ. Rồi con cái chú đâu? Hả? Chú có con cái gì không? Nó đi làm hết rồi. Dạ, rồi vợ chú đâu? Vợ cũng đi làm rồi. Dạ, làm đâu chú? Không biết có làm đâu rồi, tôi lo tôi đi bán với số chứ. Vậy hả, lo bán với số rồi tự sinh sống nha chú. Rồi con cái có nuôi chú không? Không. Chú có mấy người con? Có thằng đó thôi. Có một người con hả? Có gia đình chưa chú? Chưa, nó còn nó mới xích ngủ về mà. Dạ, bao nhiêu tuổi chú? Đó mới 25 tuổi à. Còn nhỏ. Chú bao nhiêu rồi? Cô 63 rồi. 63 rồi. Vậy sao con nhỏ quá à? Chú gia đình trẻ hả chú? Dạ. Để con mua hết cho. Rồi bán về xong rồi về chú có lấy thêm bán nữa không? Không, đi nghỉ luôn hả? Về nghỉ chứ. Rồi chú đi về bằng gì xe buýt hả? Rồi chú ăn cơm trưa chưa? Hả? Ăn cơm trưa chưa? Chưa. Dạ. Ngày chú bán có 150 tờ à? 150 tờ đủ ăn rồi. Cô làm gì chú? Hả? Cô làm gì chú? Cô đi làm thí nghiệm, tôi không biết nữa. Làm thí nghiệm nào không biết nữa. Dạ. Thấy chú đi đứng khó khăn rồi chú chân sao hay sao ạ? Chú bị bệnh hay sao chú? Hả? Chú bị bệnh hay sao thấy đi đứng hơi khó khăn? Có đi quen rồi. Dạ. Quen ẩu rồi là ổng ngoài nắng rồi. Dạ, chú ở đường nào? Chú ở đường nào? Nắng quá trời, nắng cháy da luôn rồi. Chú ở đường nào? Ở Cú Quả Trận Đạo á. Dạ, chú bán vé số gì rồi bà con cô bác mua có khi nào trúng không? Nhiều người là ủng hộ. Dạ, ý là có trúng số không chú? Ý là chú bán có trúng không á? Trúng đầu với ba con thôi. À, vậy cũng được rồi. Trúng đầu với ba con. Dạ, chú bán bao lâu rồi? 4 năm rồi. Vậy chú làm gì? Trước chú làm công việc gì? Lúc trước làm giữ xe. Dạ. Thấy giữ xe sợ mất quá thôi nghỉ cái đó. Dạ. Đi bán vé số. Dạ, rồi chú ở nhà trọ hay là nhà của chú? Dạ, nhà của ông già bây giờ lại lợi chứ. Vậy cũng đỡ ha. Có cái nhà ở cũng đỡ. Chứ ở Sài Gòn này mà ở trọ không biết bán buôn là cũng không đủ sống. Thôi lỡ thì còn quá mới nhà chắc xây qua xây lại là trúng tiền thêm. Dạ. Ủa chú mới mọc có hai cái răng hả chú? Đâu tại uống đá với ăn kẹo nhiều. Không? Tưởng đâu chú mới mọc có hai cái răng thôi. Chú dễ thương ha. Nó gãy nhiều. Sao chú không mặc áo tay dài quần dài đồ vô nhớ đỡ để nắng quen rồi đi bận áo vậy quen rồi. Dạ. Có khi nào người ta mua chú nhiều vậy không? Hả? Có khi nào có bà con cô bác là mua chú nhiều vậy không? Mua giúp đỡ nhiều không? Vậy hả? Nãy con kêu mua giùm chú tưởng giỡn chơi hả? Hả? Nãy con kêu mua giùm chú tưởng giỡn chơi hả? Con mua giùm mà. Hôm nay con đi vòng vòng, con đi coi bối cảnh con làm phim á. Công việc của con là làm phim. Chú có phim không?
Trong phim hả? Dạ trong phim, con coi quá cảnh con làm phim của đi dài dài, con thấy chú, con ghé mua giùm chú. Giờ này cũng một giờ mấy rồi quý vị khán giả, mà chú bán giờ còn sáu mấy tờ, mình đi bán lẻ lẻ này chắc cũng lâu rồi nha. Dạ. Dạ đây gửi tiền chú. Nãy nhiêu chú? Sáu mấy tờ? 63 tờ. À, đúng 63 phải không chú? Này con đưa chú cho 200. Rồi còn như con gửi chú con cơm trưa á. Dạ cảm ơn. Đúng không? Rồi cảm ơn. Dạ con lấy vé số nha. Rồi lấy đi, ai nói gì đâu. Ơi tôi đâu nữa. Chiều con trúng số còn kiếm chú ở đâu? Tôi vòng vòng ở đây không à. Dạ. Chiều con trúng số còn kiếm chú nha. Chú. Hả? Kiếm vé số rồi trúng số chưa gặp chú rồi để cho chú tiền. Rồi, dạ cảm ơn nha. Để chú mở đại lý vé số. Rồi. Trời ơi, đây chú 63 tuổi rồi mà mới con mà mọc có hai cái răng à. Ơi tại uống đá với ăn kẹo nhiều quá. Kẹo hay là nhậu? Đâu có nhậu đâu. À không có nhậu ha. Bỏ nhậu rồi. Hồi đó có nhậu mà giờ bỏ rồi. Không. Dạ, rồi con quay gì con giới thiệu con đăng lên con giới thiệu bà con cô bác được không chú? Cô uống chút xíu vô rồi gục luôn á. Dạ, ý là con quay gì con giới thiệu chú cho bà con mua vé số được không? Được. Dạ. Được mà. Dạ. Chú dễ thương ha, và chú về nghỉ ngơi nha. Rồi. Dạ chú ơi, chúc chú nhiều sức khỏe, buôn mai bán đắt. Rồi. Nay 8 tháng 3 này về mua một cành hoa tặng cho bà đi, cho bà vui. Rồi. Biết 8 tháng 3 không chú? Rồi, biết. Dạ, rồi. Chào rồi, chú nha. Dạ, chào chú. Rồi, đi vô trong này ăn cơm. Đi ăn cơm gì chú? Rồi. Dạ rồi chú đi nha, tại con giờ con bận đi coi tiếp rồi. Dạ chào chú. Dạ chào chú. Đang đi vậy có bán được hết luôn cái giờ chú đi ăn cơm luôn. Đỡ vất vả hả quý vị dạ. Nhưng mà lâu lâu thì gặp mình mua vậy thôi chứ mình đâu có thể mua hoài cho chú được. Dạ cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ.